Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa trở lại sau chuyến công tác tại Mỹ tháng 1 vừa qua. Trận dừng chân này đánh dấu sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Hà với vai trò là giám khảo đêm chung kết của Hoa hậu môi trường Mỹ. Sau nhiều phần thi tranh tài, người đẹp Sabrina Ramos từ bang Michigan giành được ngôi vị cao nhất ở cuộc thi. Cô nhận được vương miện và giải băng từ người tiền nhiệm và Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà. Bên cạnh đó, Thanh Hà cũng dành nhiều lời chúc mừng và mong cô chiến đấu hết mình khi góp mặt ở cuộc thi Hoa hậu môi trường thế giới 2024 tại Ai Cập. Sau đêm chung kết, Thanh Hà tiếp tục tham quan nước Mỹ, đến thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York. Đây là hoạt động rất ý nghĩa với nàng hoa hậu trẻ. Bởi năm 2023 vừa qua, Thanh Hà được vinh dự nhận vai trò Đại sứ Thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc với nhiệm vụ thúc đẩy những mục tiêu phát triển bền vững quan trọng để làm thế giới tốt đẹp hơn. Thanh Hà chọn chụp bức ảnh bên cạnh bức tượng cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela trên đường vào nhà sách. Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà chia sẻ cảm xúc khi đứng trước bức tượng Nelson Mandela. Ở ông là sức mạnh và sự lan tỏa năng lượng. Ông tin vào lẽ phải mà thế giới cần phải biết và sẵn sàng lên tiếng vì điều đó. Bức tượng cũng toát lên tinh thần đó của ông. Thế giới là vậy, bắt đầu thay đổi từ khao khát thay đổi của mỗi con người, mong muốn điều tốt hơn cho cộng đồng mình. Chuyến đi khiến cô hiểu biết hơn về những sứ mệnh mình được trao trong nhiệm kỳ đội vương miện Hoa hậu. Trở về quê hương sau hành trình trao cảm hứng và được truyền cảm hứng, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà đã cùng những mạnh thường quân dành ngày cuối năm để chăm sóc và hỗ trợ cho các em nhỏ gặp khó khăn vì những bất trắc do dịch Covid-19 gây ra. Những bạn nhỏ này không may mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc có khi mồ côi cả cha lẫn mẹ vì đại dịch Covid-19. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ tất niên kết hợp cùng với Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà và các nhà hảo tâm trao quà cho các bạn nhỏ trong dịp này để có niềm vui xuân về bên những họ hàng của các em. Buổi gặp gỡ theo bước chân trưởng thành của các em trong khuôn khổ chương trình Chắp cánh ước mơ. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng đội thành phố tổ chức nhằm bảo trợ học tập cho 59 em học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết bậc trung học phổ thông. Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà đến gặp từng em, phát bao đỏ lì xì là món quà của những mạnh thường quân giàu lòng nhân ái góp lại để hỗ trợ cho các em có mùa xuân ấm áp. Người đẹp chia sẻ, tôi cũng là đứa trẻ lớn lên từ thời Covid-19. 2 năm đại dịch cũng là 2 năm cuối cấp 3 của tôi. Bạn bè và những kỷ niệm đều khá mơ hồ vì chúng tôi phải ở nhà và không thể đến trường. Mất mát người thân trong đại dịch là bất hạnh lớn không gì bù đắp được. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ đã chọn điều ý nghĩa nhất để làm khi xuân về và tôi muốn được hỗ trợ một tay. Tôi muốn các bạn nhỏ suy nghĩ rằng xã hội không hề quên các bạn. Mỗi người đều sẽ cố gắng để các bạn cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ và có thể học tốt hơn trong năm mới. Nỗi buồn sẽ dần được xoa dịu và các bạn có tương lai tốt hơn. Trong khuôn khổ chương trình, ông Lê Đình Phong từ công ty cổ phần tập đoàn Green Plus cũng hỗ trợ đến các em các phần gạo ngon để sử dụng cho gia đình trong mùa Tết. Công ty Đông Nam Dược Dầu Gió Nhị Thiên Đường tặng các em phần nhu yếu phẩm và đồ dùng trọn vẹn cho mùa Tết cùng gia đình. Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà và gia đình bỏ phong bao lì xì cho mỗi em để các em có niềm vui ăn Tết đúng truyền thống Việt Nam. Từ năm 2022 khi trở thành Hoa hậu Môi trường Việt Nam, cô gái trẻ Nguyễn Thanh Hà đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các gia đình có trẻ em bị mồ côi vì dịch Covid-19. Cô cũng từng tham gia các chương trình của báo Thanh Niên cùng gia đình làm tình nguyện, đến và chia sẻ phần học bổng cho các bạn học trò trước mùa khai trường đầu tiên sau khi dịch Covid-19 kết thúc.
Ở Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã làm hơn 4.400 trẻ em mồ côi vì mất người thân trong dịch bệnh. Các em nhỏ này vẫn tiếp tục cần sự chăm sóc, quan tâm của xã hội để có thể học tập, được chăm sóc và trưởng thành.